em muốn là mình dành một vài phút để mình thử những cái món này mình mới nấu. Thưa chị, em đang chờ cái giây phút này cho nên để chị sẽ cắt thử cho Christina ăn thử một miếng của cái con gà. Như hồi nãy mà chúng ta nấu đó thì Christina thấy là chị Christina là làm chanh, nhớ không, vắt một chút chanh vô con gà. Thì bây giờ anh này chị gấp cho em. Em phải ăn chung vừa dressing vừa nut vừa strawberry, em sẽ thấy rất là ngon. Nó vừa ngọt vừa giòn vừa, mà nó lại có trái cây rất là tốt cho tuổi trẻ của tụi em, rất là thích chua chua đúng không? Mà lại healthy. Rồi bây giờ em thử tới dressing này đâu có dầu đúng không chị? Không, em rất không cần bỏ dầu cũng được da. Hình như là em thử hơi nhiều lắm, một miếng thôi. Em không có ngừng được chị ạ. Rất là mềm luôn chị. Oh. Yeah. Tại vì thứ nhất là mình nướng nó đúng cái thời gian. Cái thứ hai mình đã ướp một chút xíu cái acid là cái chanh vô trong nó. Lần đầu tiên mà em thích cái phần breast. Dạ, thử gà. Rất là ngon. Nhưng mà bây giờ sợ là không biết em khi mà em về em thử làm một mình em là có được hay là không. Chắc chắn là nó sẽ có một chút xíu cái nào đó nó không có được như cái hôm nay, nhưng không ít thì nhiều, đó là lần đầu tiên. Dạ. Mình nấu lúc nào nó cũng không có bằng một cái người đã từng kinh nghiệm. Nhưng nếu mà em làm khoảng chừng 3 lần em sẽ bằng chị. Like so melt onto my lips.